Xin chào các bạn. Vào những ngày mưa, độ ẩm tăng cao, môi trường ẩm ướt là điều kiện rất thuận lợi cho các loại vi khuẩn nấm bệnh và sâu ăn lá phát triển trên hoa hồng. Lượng đạm tự nhiên có trong nước mưa rất nhiều, giúp cây phát triển về lá. Nhưng để giúp cho cây phát triển ra hoa nở đẹp rực rỡ, chúng ta cần cung cấp một lượng kali ở dạng tự nhiên, tăng cường hệ miễn dịch cho những cây hoa hồng này sẽ có được nhiều hoa phát triển bằng những loại phân bón hữu cơ. Các bạn nên gỡ bỏ những chiếc lá bị nấm bệnh ra khỏi cây. Loại bỏ những cành khô và hoa đã nở. Để dễ làm hơn, chúng ta nên sử dụng tỏi dưới dạng bột trong bột tỏi có chứa rất nhiều canxi, kali, natri và magie, có tính kháng khuẩn, xua đuổi côn trùng rất tốt, sẽ cung cấp một lượng kali ở dạng tự nhiên giúp những cây hoa hồng phát triển về hoa rất đơn giản vào mùa mưa. Chúng ta hãy sử dụng một thìa nhỏ và cung cấp đều đặn cho chậu cây 2 tuần một lần, sẽ giúp cho các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển, giúp cân bằng khi thời tiết thay đổi rất tốt. Điều này cũng sẽ giúp cho cây có nhiều dưỡng chất hơn và tăng cường sự phát triển mạnh mẽ vào những ngày mưa. Lượng kali tự nhiên có trong bột tỏi sẽ tăng cường sự hình thành và phát triển của những mầm hoa, hoa nở tươi đẹp hơn.